chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Đây là những hoạt hình Doraemon. Mọi người đang chơi vui đùa với nhau nè. Đây Doraemon anh 2, Doraemon anh 3, Doraemon anh 4, Doraemon anh 5, Doraemon em út. Đây Doraemon anh bự nhất nè. Đó, chơi nè, vui đùa nè. Nào ta cùng chơi. Thấy chưa các bạn. Father finger, where are you? Here I am. How do you do? Mother finger, where are you? Here I am. How do you do? Đây. Father finger, where are you? Here I am. How do you do? Sister finger, where are you? Here I am. How do you do? Baby finger. Cứu mọi người ra. Wow. Sao tôi té
ơi, ép bầu trời sang một bên, quấn mua giặt thôi. Wow, chúng ta bị bao vây rồi. Mau, hãy dùng vũ khí của mọi người ơi, dùng vũ khí lên, vũ khí để quấn đó. Vũ khí đúng rồi, vũ khí của chúng ta rồi. Gọi vũ khí tới. Những video đồ chơi mới nhất. Wow. Mở hàng nha.
mở ra nha. Tăng tăng tăng. Ồ, thì ra anh đi buôn lậu. Mất quả tay anh buôn lậu. Wow. Đi buôn lậu nè các bạn. Anh xuyên nỏ xuyên dao đi buôn lậu nè. Trời ơi. Trời ơi, buôn lậu quá trời luôn. Trời ơi. Trời ơi, buôn lậu đoạn cắp không. Anh đứng yên. Đây, bây giờ là những lời nói của anh sẽ là bằng chứng chống lại anh trước bà. Anh ơi, anh nói tôi nghe nào. Tại sao anh lại buôn lậu? Đó. Đó. Anh thông cảm đi. Cuộc sống bây giờ mà, trời ơi, mình niên quá, không còn quái vật để đánh nữa, không còn gì để làm hết. Bây giờ ở nhà nuôi thêm 4 thằng nữa, thằng xiên đỏ, xiên vàng, xiên xanh, rồi xiên trắng nữa. 4 thằng đó, 4 thằng đó ở nhà tôi, giờ tôi không có việc làm, tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền. Mà không ai nhận tôi hết á, tôi phải đi buôn lậu thôi. Trời, trời đất ơi, ăn nhiều có được hả? Tại sao anh chị là nhập lực lượng cảnh sát giống tôi nè, để bảo vệ cho mọi người. Không làm việc lớn hay làm việc nhỏ cũng được mà. Anh bậy quá nha chị đó, muốn anh nè. Bậy quá chị bậy. Thôi tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi. Cho tôi con đường hoàng lương đi. Để kiểm tra xe thôi á. Coi có gì không? Tát tính tội đi sao? Rồi, nằm yên đó đi. Wow. Wow. Trời ơi, xin lỗi anh cắt quá trời luôn, đi lỗ quá trời. Rớt rồi. Wow. Wow, quá trời luôn các bạn ơi. Wow. Wow.